sao bố cứ hút thuốc lá thế nhỉ? Mọi người vẫn nói hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng sức khỏe cơ mà. Nếu bố ốm thì làm thế nào? Con làm gì thế à? Bố ơi, bố đừng hút thuốc lá nữa. Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Con mong bố luôn khỏe mạnh. Bố hiểu rồi. Bố sẽ bỏ thuốc lá ngay hôm nay. Con đừng lo nữa nhé. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay.